Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 9, không chú trọng hình thức. Trong căn phố gọi là tại đường Lơ Phèo ở Sài Gòn, vào buổi chiều mùa đông năm Giáp Thân 1944, một câu chuyện khá tế nhị về vấn đề không chú trọng hình thức đã được diễn ra, mà chính thức nhận là ông Lê Tấn Tài, người đã thuật lại mẫu chuyện này. Chuyện như sau: khi trời sụp tối như thường lệ, Đức Thầy bắt đầu thời công phu lễ bái. Lúc Ngài ra đứng tại bàn thông thiên, ông Tài và ông Rớt mới bàn tính với nhau, định rình coi Đức Thầy lại như thế nào để khi về nhà có thể thực hành theo. Tính xong, hai ông bèn nấp vào trong cánh cửa có chỗ trống hơn một kẻ ta ngó ra. Từ bàn thông thiên, Đức Thầy đi lại chỗ hai ông đang đứng. Ngài nói: hai ông đứng đây làm gì? Hai ông nghĩ bụng: không biết tại sao mình đứng chỗ kính như thế này mà Đức Thầy nhìn thấy. Hai ông vội vàng thú thật cùng Ngài: thưa Thầy, chúng tôi là định đứng đây coi Thầy cũng như thế nào, đặng lễ bái theo cho đúng. Đức Thầy đáp một cách nghiêm nghị và quả quyết. Nói như vậy thì hai ông được gần gũi tôi, làm đúng theo, thể thức tôi cúng lại thì Phật chứng và là tín đồ của tôi. Còn những anh em không có dịp gần tôi, cúng lại không giống tôi, rồi Phật không chứng và không phải là tín đồ của tôi hay sao? Qua lời phán dạy của Đức Thầy, làm cho hai ông sực tỉnh, dứt khoát tư tưởng chấp nên hình thức, và chỉ hiểu đó là phương tiện để tiến đến chỗ cứu cánh. Mà điều quan trọng trong khi lễ bái là phải thành tâm, viết theo lời ông Lê Tấn Tài. Phụ bài: sự tu hành cốt ở chỗ thấu đạt chân tâm, thể nhập đại định, nên mọi hình thức tu tập bề ngoài đều nhằm mục đích giúp cho hành giả dùng hình thức chuyển nội tâm. Vì thế sự cúng lại miễn sao cho được thực hành, và sớm nhất là sớm chiều bình đẳng chớ lơ, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai, hoặc sớm với chiều gắn chí nguyện cầu là được. Lại nữa, cốt yếu ở sự lễ bái là ở chỗ lễ Phật giả kính Phật chi đức, lễ bái Phật để cảm kính đức độ từ bi của Phật và nguyện làm theo công hạnh của các ngài. Hơn một lần Đức Thầy đã bảo: còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ Phật sự mà làm. Nói như thế không có nghĩa là Ngài cho phép chúng ta khỏi lễ bái và lễ bái một cách bừa bãi, mà ở đây Đức Thầy dạy chúng ta đừng mắc vào sự mà quên phần lý. Tâm ta bao giờ cũng đo quyết dọn bề trong, để cho ánh sáng trí huệ ngời lên, xua đuổi bóng tối vô minh, hầu gần chân bản thể cùng chư Phật. Câu chuyện trên quả thật là một phương thức dạy ta phá chấp hình tướng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.